ngại cài mình có bài kia về liền nơi yêu có su miên on pi pom long ro bạc bóng đây là lưa lược trong lược lợn I'm a gangster oh I'm a gangster lược đây là lưa lược trong lược lợn I'm a gangster now put your hands up. Ê, hay nâng nè, mục có nhớ cho ai nè, ớt xa xa để thủy tỏ. Tổng hẹp cao cao cả tận môn lời mà xua tiên đây. Cắt chật bật hay mua đêm. Oh man, Justin Bieber ca. Ui, sorry, cái xong có tớ. Nè, plek, plek, chứ không thích tôi nha. Thật là còn bả chất ấy tỏ, cắt chật, cắt ấy nè, Justin Bieber ca. Cái ca miếng đầy sọc như mùi Hallian. Các bạn em nữ, đây thà miếng tiệp của xa, bà cài mà cả nổ nè. Xong bởi nữ, nông bà thầy cao bà chưa dưỡng cơ sơ bồ nè. Bà ca đôi ngày đơn chân trong và hai mình đứng mình nè. Đài cổng phông tài từ tụi bàn ca chạm bảo đóng khăn phía tụi này cứ trốn chìm xa cha ơn trả chiệt chẳng lên là kê ợt. Chẳng nhà tàu thêm bits of the beat. Lại khăn ông sạp đá này cứ nhóm xóm lời dô bò miễn tẹo tôn tận đồng đá rẹp đó là bầy bầy khám mênh và chạm bà tế Campuchia cứ bắn đá. Các bị quát tranh bao cho miễn đá miễn trong đón trên thao hot boy cứ chuộc chết bao quát khăn tật ca lang thuê đồng. Xong bây giờ nơi khăn ông ở nơi khăn bà tế ná. Để con tôn nơi khăn bà tế có bánh cùi mà đồ bắn đá đá bắn lấy thạc. Kể từ tháp đón ca chạm bà đóng khăn tật khăn lang anh chẳng á ná. Nó khuyên dậy bị quát. Chà nâng ngày. Hay xong bây youtuber đó là bây mà đẹp bà trang bà tế cổ rẽ ná. Có bàn thơ video reaction nâng xâm lệnh bao văn đa đàn. Khăn mộng. Chẳng bực quát lôi mà anh dậy mấy. Nâng ngày. Hay ốt tiệt tha văn đa cứ chưa cầm phù rapper bà ốc cha bà trang bà diệt này. Như mình đã rap trở này. Nâng ngày. Mình tái tâm lực đi hết. Là bây giờ sẽ kẹo. Nâng ngày. Ốc cha. Nâng ngày. Chưa lưu xô lẹ khả nà. Miền phò miền ấy trong bà hàng thở ạ. Ồ, nâng ngày. Tại sao tận muốn dừng dậy bị Justin đấy. Nâng ngày. Hay nhóm có chứ ngờ thà. Ừ, bởi nhóm một bài chất bân nâng ấy. Trong món xong xa chạm Justin nâng tiền. Nâng ngày. Mà đứa. Cái nhóm có hổ mơ. Ừ. Bà ta Selena gồm mấy ha. Ốc nghi ấy nà kêu vay đồ bàn này cứ tha. Sbai chất hay cá bắt biển thay mấy chẳng tiền. Trong đằng bà đấy là. Nâng ngày trong ok, và tôi bị bàn sạp lên ra đà háo dân chẳng đang thả bọt trong riêng của bùi tình hạ sạch bọt bỏ và tế cầm bởi chế dương. Dạ. Nè khá đà mình đã sạp chọn. Nâng ngày hai dân xong lực vô tại đó bọt sạch. Ok, bọn lực bằng tách ca phí sạp ở đà môn cứ bọt trong riêng là mình chụm đón chương tha chứ là bọt small world small bán cứ họ lang lịch mùi. Bọn ta này không sạp ở đà thông mấy đó đang thả bọt nà để ai cung đồng này lịch mùi đi có small world small bán ai để sạp đồng này nhưng tại đá đi có bách như đăng tế. Chân thức sạp tại ngọt này. Đọc bọt chư tế là bao văn đài. Sư đã chư tế. Sáng xa xông bay trong một cái bàn kre. Miên là rộng thả xoang đôi chư phăng cà phê. Chư tế. Chư tế. Sư đã chư tế. Nạn thang này phần buôn bàn tự lựa bọn lược đai là bao pro lá Fortify chư mùi nền chương trình. Lược đai lăng lưu lược trong lược lăng. I'm a gangster, oh I'm a gangster. Lược đai lăng lưu lược trong lược lăng. I'm a gangster, now put your hands up. Bạn bấy dương chỉ song sát khả mẹn tế rồi bọn Nico nâng bạch xô lý ca. Ôn trong bài phí ghê, ôn trong ngực bài bó. Ai rưu ra con lông bê ba thơ chất. Bọn lại bạn bấy bán sản lượng bọn 4mm rồi bọn siêu JKS nâng Fortify. Chui mình tốt. Chỉ bằng nẹ na có cái chui mình tốt. Tiếng xa thả, mẹ bọc bình đầy, mẹ xây bình đầy cổ. Mẹ mà cả nó mấy gái mình rồ. Rừng hoa nà tới bùa à là bò lò. Mà chân bóng xông khóc mà cả nhỏ. Đây kia bên nơi với khóc nà bùa sko. Bà mũi bật bà bôn bò mình lo mềm tế rồi bò. Camera sẽ mốn nâng bệnh tập hiện. Ta thơ nhàng nà tớp ốt lớp lệnh ôi. Bông xôn nhà hói tháp rôm bài phí kê. Bông xôn tay mẹ giang bán tế. Rồi ai lại phát bán từ lớp boss nào mà nụ xa là boss xử lý phèn. Tặng phí bóng bài. Ôn mắn toàn rốt bài. Nhán nà chung nụ đông đánh. Thắng cá bên chất đánh. Tua bài khóm phân đánh. Có nè tại khuyến này. Bốn bật tầm hôm snack là boss xử lý phèn. Ta chia mì say đưa quay. Ôi thay chỗ khăn ông chi vật bóng. Ôn cho mong bóng cách đây xong bóng bênh mầm non. Đã bóng thló bóng. Lệch bay ban tận lửa bọt chứng ngay là bóng small vs small bang cồng tối. Bóng nữ chứng ngay. Quay khó xuân.
but hot boy របស់ Vanda Why you want my hot spot they never pop off for chow I'm the god boom boom shorty I'm hot I'm a hit that like a man cannot I got the internet why you want my hot spot they never pop off for chow I'm the god ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើបត់ចិត្តរបស់ Small World Small Bank ក្រុមតូចទួលឃ្លៀនឆ្ងាយក្រៃមិនក្បែរគ្នាវេលានៅយូក៏សួររងចាំទួលថ្ងៃប្រូជាខែប្រែទៅជាឆ្នាំចាំជាដែលឆ្ងាយគ្នាក៏ជាវាសាវស្ទងស្នេហានេះយ៉ាងពីព្រមទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបជូនផងដែរថាបទចម្រៀងដែលយើងបានបង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺប្រិមិត្តអាចរកស្ដាប់បានដោយងាយស្រួលមែនទែនតែគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Airplane ហើយស្វែងរកពាក្យ Cambodia Top 50នោះបទចម្រៀងជាច្រើនបទនឹងចេញមកហោហែច្រើនមកចង់ស្ដាប់បទណាក៏បានដែរគឺងាយស្រួលមែនទែនអូខេធីរីមុននឹងខ្ញុំមិនប្រាប់ថា Selena Gomez គាត់អត់មានបាក់ទឹកចិត្តអីទេហើយគាត់ថែមទាំងសុខចិត្តហើយចាញ់បទចម្រៀងបានល្អទៀតហ្នឹងហើយបទចម្រៀងនឹងគឺបទLose you to love me ហើយបទហ្នឹងគឺអត់មានតាក់ទងនឹង Justin ទេពីដំបូងឡើយខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំច្រឡំដែរតើហ្នឹងហើយខ្ញុំស្មានតាតាក់ទងនឹងបាក់ចិត្តបាក់ចិត្តអត្តន័យវាមិនយល់ចឹងអត្តន័យរបស់បទហ្នឹងជាក់ស្ដែងទៅគឺគាត់ចង់ផ្ញើសារទៅកាន់ fan fan អ្នកដែលគ្រប់គ្រងគាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងហើយថាឲ្យ fan ហ្នឹងមានកម្លាំងចិត្តមានក្តីសង្ឃឹមឡើងកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តអីចឹងហ្នឹងហើយគាត់ចង់អរគុណអីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយបទហ្នឹងមាននៅក្នុង Playing App ថាស្ដាប់បានដោយ free ងាយស្រួលមែនទែនគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Playing App ទៅហើយសើចរបត់ហ្នឹងទៅគឺចេញមកឯងហ្មងហ្នឹងហើយ Lose you to love me ងាយស្រួលអូខេចូលដល់បទទី2គឺបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថា Look at her now ដែលជាបទថ្មីរបស់ Selena ដែរគឺចេញក្រោយពីបទ Lose you to love me ប្រហែលថ្ងៃឯងហើយបទហ្នឹងគឺនៅពេលដែលចេញមកព្រមគឺ fan របៀប like ដូចបាក់ផ្នែកធំធំហ្មងព្រោះថាបទហ្នឹងគឺខុសផ្លាយពីបទ Lose you to love me គឺដាច់គ្នាហ្មងព្រោះវាជាបទលក្ខណៈបែបអ្នកកន្ត្រាក់អារម្មណ៍នឹងហើយ beat អីអញ្ចឹងទៅហើយសិលាបង្ហាញក្បាច់រងទៀតអីទៅបទហ្នឹងគឺស្ដាប់ហើយគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចថាមានកម្លាំងព្រឹសហ្មងព្រោះថាជាបទភេទលើកទឹកចិត្តមួយដែរហ្នឹងហើយទាំងអត្តន័យបទចម្រៀងហើយនឹងសាច់ភ្លេងគឺចូលគ្នាហើយរបៀបថាស្ដាប់ទៅធ្វើឲ្យអត់មានគិតថាមានទុកអីចឹងហ្នឹងហើយគឺស្ដាប់ហើយគឺមានកម្លាំងហើយនិយាយទៅលោយខ្លាំងហ្មងហ្នឹងហើយអូខេទាំងអស់គ្នាសូមប្រចាំម្ដងទៀតថាបទចម្រៀងដែលយើងបានបង្ហាញថ្ងៃនេះគឺសុទ្ធតែមាននៅក្នុងPlay App ទាំងអស់ចា៎គឺស្ដាប់បានដោយ free អត់មានគិតលុយអីទេណាងាយស្រួលងាយស្រួលមែនតើនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ក្នុងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាមិនប្រាប់ពីទុំចិនមក